Chào tất cả anh em, hôm nay mình mới về được một mặt hàng mới, đó là cái mẫu dao lưỡi cong chuyên rọc cáp ghép cây của hãng Fukuoka Giáp Băng. Cái mẫu dao rọc cáp của hãng Fukuoka Giáp Băng này chuyên dụng để anh em ta mổ và rọc dây cáp điện, hoặc là có thể sử dụng trong nông nghiệp để anh em ta rọc ghép cây đó. Thiết kế dòng lưỡi cong nha anh em, nên là nó có cái thế mổ rất là dễ dàng. Khi anh em ta, ví dụ anh em ta mổ cáp, thì cái mẫu đầu lưỡi cong này nè, nó giúp anh em ta rạch cáp nó sâu hơn và tách cáp cũng rất là dễ dàng. Và cái phần lưỡi nó được cong, thiết kế dạng cong, cho nên là khi mà anh em ta muốn gọt dây điện thì rất là dễ, tại vì cái bản lưỡi cong nó sẽ ăn sâu hơn so với bản lưỡi thẳng. Hoặc là ta ghép cây nó cũng rất là dễ, tại vì cái dòng này nó cũng thiết kế để mà anh em ghép cây cũng được. Cái phần đỡ trên cong thì anh em ta rạch vỏ cây, và phần dưới thì ta cắt mắt. Thì cái mẫu dao rọc cáp, chuyên dụng rọc cáp và ghép cây của hãng Fukuoka này, tổng chiều dài của nó là nó dài 20 cm, và cái phần lưỡi này là nó 7 cm. Đó, nặng 150 g. Đó, chất liệu là thép D2 không rỉ, rất cứng, độ cứng nó đạt tầm 60 HCR, rất cứng, không dễ gì mà bị mẻ nó đâu. Và nó được ốp sừng hai bên hông rất là đẹp, thiết kế có móc treo để anh em ta luồn dây ta làm móc treo móc đeo á. Thì cái mẫu dao Fukuoka này nó nhìn tổng thể rất là đẹp nha anh em. Sống nó dày 2.5 ly. Rất là dày. Nói là một sản phẩm rất là đẹp và hoàn hảo. Thì mình bán cái mẫu dao lưỡi cong của hãng Fukuoka này, chuyên dụng để rọc cáp ghép cây, với giá là 280 ngàn cộng với tiền cước vận chuyển, có nghĩa là tiền ship anh em chịu đó, bên mình không có bao ship. Thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên phía mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Mình review sơ một lần cho anh em xem ha.